Chưa từng thấy người nào ngang tàn xấu xa thế này. Anh ta chặn đường một người phụ nữ mang thai, hỏi cái thai trong bụng cô ấy có phải là của người da đen không. Người phụ nữ không thèm để ý đến họ, định xoay người rời khỏi đó. Ai ngờ Job đầu chọc không chỉ chặn đường cô ấy mà còn đưa tay sờ bụng người phụ nữ. Người phụ nữ tát anh ta một bạt tai, không ngờ Job đầu chọc lại vung quyền lên đấm cô ấy. Job đầu chọc vào Lotus, nhìn về phía người phụ nữ thì đã hôn mê. Lúc này đồng bọn của họ Hundo vẫn chưa thấy thỏa mãn, anh ta đá túi xách ra, sau đó đá mạnh vào bụng của người phụ nữ mới hài lòng lái xe bỏ đi. Nhưng đám khốn này không thể ngờ rằng lần bắt nạt kẻ yếu này sẽ kết thúc cuộc đời chúng. Người qua đường nhìn thấy vội vàng báo cảnh sát, người phụ nữ được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Cũng trong lúc này, chồng người phụ nữ nhận được tin dữ liền chạy ngay đến bệnh viện. Thấy vợ bị đánh như thế, anh ấy đau lòng không thôi. Anh ấy tên là Emmet, là một cảnh sát. Người vợ khó khăn mô tả cho anh ấy biết người đánh cô ấy là Job đầu chọc, hắn ta còn dẫn theo hai gã đàn em. Vừa nói xong thì đã được bác sĩ nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật. Emmet đấm mạnh vào tường, anh ấy biết rất rõ đám xã hội đen khu này. Anh ấy đoán là do Job đầu chọc làm. Emmet muốn tìm Job đầu chọc để tính sổ nhưng đã bị đồng nghiệp ngăn cản. Cô ấy bảo anh là vợ anh đang cần người chăm sóc, cứ giao chuyện tìm Job đầu chọc cho họ, chắc chắn họ sẽ lôi hắn ra trước pháp luật để đòi lại công bằng cho vợ anh ấy. Emmet sợ vợ phẫu thuật sẽ gặp sự cố, vì thế anh ấy đã đồng ý. Thị trấn này không lớn, anh em cảnh sát hợp sức không đến 3 tiếng đã bắt 3 người Job đầu chọc về sở cảnh sát. Bị bắt rồi mà 3 người Job đầu chọc vẫn cười hớn hở, không hề cảm thấy mình đã làm sai. Viên cảnh sát tức giận nói, được thôi, tôi sẽ điều tra đại ca của các anh. Lúc này Job đầu chọc tức giận hét lên, má mày. Viên cảnh sát cầm lệnh khám xét đến nhà đại ca Proctor, nhưng đại ca Proctor khinh thường cho rằng họ sẽ không tìm được gì. Kết quả cảnh sát đã phát hiện mật thất phía sau kệ rượu, cảnh sát mở ra nhìn thấy trong đó toàn là đồ phi pháp, có lưỡi hái tử thần, súng săn bắn các kiểu và cả đống lựu đạn. Ở bức tường đối diện là 10 cây súng trường M16, cảnh sát lập tức hạ lệnh bắt đại ca Proctor. Bên kia bác sĩ nói với Emmet, tuy vợ anh đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng đứa con trong bụng đã mất. Tin tức này giống như sét đánh ngang tai, rõ ràng 3 tiếng trước anh ấy còn nói cười vui vẻ với vợ, hai người còn vẽ ra cuộc sống tươi đẹp của 3 người. Nhưng giờ tất cả đã thay đổi. Hút đến thăm vợ của Emmet, Hút báo với Emmet là 3 người Job đầu chọc đã bị bắt, bảo anh đừng manh động chú ý thân phận cảnh sát của mình. Lúc này vợ Emmet tỉnh lại, anh ấy đến trước giường bệnh an ủi vợ. Vợ anh nói đây là thử thách của ông trời cho họ, nhưng hai người họ đều hiểu đầu sỏ gây ra chuyện này chính là 3 gã kia. Nhìn thấy vợ yếu ớt, Emmet thầm thề nhất định phải đòi lại công bằng cho đứa con chưa chào đời của mình. Emmet trở lại sở cảnh sát, bảo người trực ban trở về trước rồi kéo màn cửa văn phòng. Job đầu chọc biết Emmet là chồng của người phụ nữ mang thai, nhưng anh ta không để tâm, nghĩ rằng cảnh sát sẽ không dám làm loạn ở sở cảnh sát. Lotus bên cạnh cũng cười phá lên, Emmet không nói gì, lặng lẽ tháo súng của mình xuống rồi mang ra khỏi phòng. Để số vũ khí vừa lấy ở chỗ đại ca Proctor trên bàn, tạ, búa, dao gì cũng có. Cuối cùng Emmet chọn một cây gậy sắt, đầu gậy hình tròn, Job đầu chọc nhìn Emmet nói, tao không sợ mày đâu. Lotus và Hondo ở bên cạnh vẫn cười ha hả, nghĩ tên da đen này sao dám động vào bọn chúng, hắn ta hoàn toàn không sợ Emmet. Emmet không để ý Job đầu chọc, đi đến nhà giam bên cạnh. Emmet mở cửa nhà giam của Lotus và Hundo ra nói quy tắc với họ, bảo nếu họ qua được anh ấy thì có thể về nhà. Lotus chỉ Emmet nói, coi chừng tao đánh chết mày. Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, Emmet cầm gậy tấn công Lotus. Hundo ở bên cạnh còn chưa kịp phản ứng đã bị Emmet đánh. Hundo đau đớn xoay người lại bị Emmet đánh thêm một phát rồi đá cho một đá. Trước đó Hundo đá vào bụng người phụ nữ mang thai kiêu ngạo cỡ nào thì giờ đã bị báo ứng thế đó. Hắn ta còn chưa kịp đánh trả thì đã bị Emmet đánh ngất. Lotus phía sau đánh lén Emmet, làm Emmet rớt vũ khí, thừa cơ siết cổ Emmet. Lực tay mạnh đã làm Emmet thở không nổi, Lotus hét lên để đồng đội đến giúp. Không ngờ Hundo đã bị đánh ngất từ lâu. Job đầu chọc ở phòng bên cổ vũ Lotus xử lý Emmet. Và lúc Emmet sắp tắt thở, anh ấy nhớ đến đứa con còn chưa chào đời của mình. Emmet mở mắt, phút chốc bùng nổ. Anh ấy không ngừng lùi lại để Lotus về phía song sắt. Lotus bị đẩy mạnh, xương sống như muốn gãy đôi. Emmet hất ngã Lotus. Lotus không đứng dậy nổi. Emmet định qua đánh tiếp thì Job đầu chọc hét lên, nó chịu tội đủ rồi. Emmet nghe thế lại càng tức giận hơn. Đứa con của mình đã mất, vợ thì còn đang nằm viện, anh ta nói đủ là đủ thế nào? Emmet đá Lotus thêm một cái, Lotus hộc máu không thể động đậy được nữa. Tiếp theo là đến lượt Job đầu chọc. Emmet đi tới chỗ vũ khí, xé túi đựng ra, đeo móng hổ trong túi lên. Job đầu chọc vẫn không ngừng khiêu khích Emmet. Emmet đến trước mặt hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn ta. Job cố tỏ ra bình tĩnh, bảo rằng còn lâu hắn mới chịu xin lỗi. Emmet đáp lại, trước mặt thần linh chúng sinh bình đẳng, chúng ta đánh tay đôi với nhau, mày đánh thắng tao thì mày được về nhà. Emmet mở cửa ra, Job đầu chọc lập tức xông tới. Hắn vọt tới ôm chặt lấy Emmet. Emmet lên khuỷu tay xuống đòn, hắn mới chịu bỏ tay ra. Ngay sau đó Emmet quăng Job đầu chọc ra, hắn đụng vào bàn ngã lộn nhào xuống, thế nhưng điều này cũng không cản được đòn tấn công của hắn. Job tiện tay vừa lấy con dao nhỏ trên bàn, khuất khoáng về phía chân Emmet, nhân lúc anh không phòng bị phản đòn, hòng ý đồ chém vào đầu anh. Emmet không chịu thất thế, ghìm chặt lấy cánh tay Job đầu chọc, đánh bay dao trong tay hắn. Trong phút chốc đã húc hắn bay đập vào tủ sắt.
Job đầu trọc lúc này giở chiêu thiết đầu công, Emmet bị hắn húc cho hoa cả mắt. Job nhân thời cơ này chạy ra ngoài lấy súng, Emmet nhanh chóng đuổi theo vồ lấy hắn từ phía sau, dùng chiêu lấy thịt đè người ấn chặt hắn xuống đất. Khẩu súng cũng rơi ra ngoài. Job nắm chặt lấy mặt Emmet, Emmet vật tay hắn ghì chặt xuống đất. Lúc này Job đầu trọc đã không thể cử động được nữa. Lúc này Emmet giơ nắm đấm phải có đeo vũ khí màu vàng này lên, dồn sức đấm thẳng vào bụng tên Job. Cú đấm này đã hạ Job đò ván, nội tạng hắn bị thương nghiêm trọng, không còn sức phản kháng nữa. Emmet lại giơ nắm đấm nhìn xuống tên Job đầu trọc trong tư thế của một vị vua. Ai bảo đang yên đang lành không phắn vào núi chặt củi mà lại vào thành phố đánh vợ anh làm gì? Emmet tháo móng hổ xuống giơ nắm đấm lên, cú đấm này là vì vợ tao, cú đấm này là vì con tao, còn cú đấm này là của tao. Emmet hạ ba cú đấm xem như đã báo được đại thù, răng tên Job đã gãy, mặt cũng méo sạch đi, chỉ còn sót lại chút hơi thở cuối cùng. Emmet xem như đã phát tiết xong, nằm vật xuống đất lẳng lặng chảy nước mắt. Lúc này đồng nghiệp anh cũng đã đến để thu dọn tàn cuộc, kịp thời gọi xe cứu thương. Lotus trọng thương đã về chầu ông bà ông vải ngay tại hiện trường, còn Job đầu chọc thì bị gãy xương nhiều chỗ, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nghiêm trọng, chỉ có Hondo bị chấn động não được xem là chấn thương nhẹ. Thế nhưng việc này cũng đã vùi xuống một hạt giống bất an trong lòng mọi người. Đối mặt với sự truy hỏi của đám hút, Emmet không hề hổ thẹn mà trả lời rằng, nếu cho tôi một cơ hội nữa tôi vẫn sẽ làm như vậy. Thật là một thằng đàn ông, tôi bắt buộc phải đòi lại công bằng cho người vợ và đứa con đã mất của mình, và lại cả ba tên đó đều là bọn khốn nạn. Emmet nói xong vô thức rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên Hút thấy Emmet khóc. Hút hiểu cho tấm lòng Emmet nên không xử phạt anh, còn nói rằng mình sẽ giúp anh đòi lại công bằng. Emmet tự tháo huy hiệu cảnh sát của mình xuống để lên bàn của Hút. Emmet biết rằng kể từ lúc mình ra tay đánh người, anh đã không còn xứng đáng là một cảnh sát nữa. Hai ngày sau Emmet từ chức, cho dù Hút hết lời giữ anh lại đồng thời nói sẽ không xử phạt anh, thế nhưng Emmet vẫn không thoát khỏi sự ám ảnh về mặt tâm lý. Anh muốn tạm thời đến một thành phố khác để thả lỏng tâm tình mình. Emmet đành tạm biệt Hút từ đây. Job đầu trọc trọng thương nhập viện thì đang kêu cha gọi mẹ, nhưng không một ai để ý đến hắn. Lúc này một sát thủ bỗng đi vào, hóa ra việc Job đầu trọc bị cảnh sát đánh đã khiến tổ chức mất hết mặt mũi, còn liên lụy đại ca của chúng phải ngồi tù mấy tháng. Sát thủ rút ống truyền nước ra, Job biết mình sắp phải chết, hấp hối van xin tha mạng. Sát thủ cầm cái dây truyền nước lên thít chặt lấy cổ Job. Job đầu trọc ra sức dãy giụa nhưng hắn gãy xương toàn thân, tay lại bị còng, chẳng bấy lâu sau đã đi lĩnh cầm hộp, chấm dứt cuộc đời tội ác tày trời của hắn. Một tháng trôi qua, Emmet và vợ đang đi ra khỏi siêu thị thì đột nhiên có hai chiếc xe hơi đỗ trước mặt họ. Lúc cửa mở ra, Hondo thình lình xuất hiện, chỉ thấy hắn cầm súng lên nhắm thẳng vào Emmet. Emmet đẩy vợ về phía sau lưng mình, nhắm chặt hai mắt lại. Một giây sau, đáng thương thay, Emmet và vợ cùng trúng đạn ngã xuống trong vũng máu. Hondo nhân cơ hội này tẩu thoát. Sau khi biết tin Emmet gặp nạn, đồng nghiệp của anh hết sức tức giận, Hút dẫn đầu các cảnh sát cùng truy nã Hondo. Hondo khập khiễng trốn chạy trong nhục nhã. Hút cầm súng ngắn lên, hạ quyết tâm phải bắn chết tên khốn kiếp này. Hondo bị cảnh sát bao vây chặt chẽ, hắn quỳ xuống dưới đất cầu xin cảnh sát tha cho hắn một con đường sống. Các cảnh sát buộc tội hắn đã giết Emmet, nhưng Hondo vẫn cứng miệng nói bọn họ không có chứng cứ, không thể bắt giữ hắn được. Quả thực là như vậy, họ không hề định bắt giữ Hondo bởi vì lúc này thân phận của họ không phải là cảnh sát mà là bạn của Emmet. Hondo biết mình sắp chết đến nơi, Hút bắn phát súng mở đầu, tiếp đó mọi người đồng loạt nổ súng, Hondo bị bắn thành cái sàng. Quả là ác có ác báo, cuối cùng họ đã báo thù được cho Emmet. Đây là tập phim có tên là Đen ăn đen trong bộ phim Thị trấn Banshee. Câu hỏi của tập này, nếu như bạn là Emmet, bạn sẽ dùng pháp luật để báo thù hay là dùng nắm đấm để báo thù? Chọn dùng pháp luật thì bình luận số 1, chọn dùng nắm đấm thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.